Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot diễn ra tại khu vực biên giới giữa huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và huyện Mem Âu Ti, tỉnh Bu Ong Khmung của Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết ngày này cách đây 45 năm, ông đối mặt 4 lựa chọn cho tương lai cuộc đấu tranh của mình. Đầu tiên là sử dụng lực lượng mà ông đang chỉ huy để khởi nghĩa vũ trang, nhưng đối mặt nguy cơ sớm bị tiêu diệt trong bể máu. Lựa chọn thứ hai là sang Việt Nam, thứ ba là không làm gì và để mặc chế độ diệt chủng Pol Pot tiếp tục gây tội ác, còn lựa chọn thứ tư là tự sát. Thủ tướng Hun Sen từng kể lại rằng, khi ấy chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và ngồi chờ cái chết, nên đã quyết định cùng một số cán bộ yêu nước của Campuchia sang Việt Nam, bày tỏ mong muốn được giúp đỡ của nhân dân Campuchia. Ông cho rằng không còn con đường nào khác, căn cứ vào tình hình chính trị trong nước và quốc tế lúc đó, và nước có khả năng giúp đỡ chỉ có Việt Nam. Ông Hun Sen nhấn mạnh nếu không có hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot bắt đầu ngày 20 tháng 6 năm 1977 và những sự kiện tiếp theo, thì Campuchia không thể có ngày hôm nay. Thủ tướng Hun Sen khẳng định tòa án đặc biệt tư pháp Campuchia đã ra phán quyết lên án tội ác diệt chủng và điều này cũng chứng minh tính đúng đắn của cuộc chiến chính nghĩa chống bè lũ Pol Pot và hành động của Việt Nam, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao. Ông nhấn mạnh khi hoạn nạn khó khăn mới biết ai là bạn tốt, khẳng định luôn ghi nhớ và cảm ơn Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp Campuchia giải phóng đất nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và phát triển đất nước. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 20 tháng 6 năm 1977 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu thời điểm bắt đầu hành trình của Thủ tướng Hun Sen, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đưa đất nước Campuchia hồi sinh, thể hiện sự hợp tác và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trước những tội ác xâm lược của bè lũ Pol Pot, Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chặn đứng hành động gây chiến tranh xâm chiếm biên giới Tây Nam. Đáp lại lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Việt Nam đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng. Quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia tiến hành nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh tại các tỉnh, thành phố, địa phương khác nhau và đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, đã hoàn toàn giải phóng thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Việt Nam đã cử nhiều đoàn chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực hỗ trợ Campuchia xây dựng chính quyền cơ sở và phục hồi kinh tế xã hội từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại. Lực lượng chính trị và vũ trang cách mạng Campuchia cũng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đủ khả năng tự lực bảo vệ thành quả cách mạng và hồi sinh đất nước. Năm 89, theo thỏa thuận giữa hai nước, Việt Nam rút hết quân tình nguyện ở Campuchia, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, vẻ vang, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Chúng ta luôn tự hào về những năm tháng không thể nào quên ấy. Nhân dân Campuchia đã trìu mến gọi các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là bộ đội nhà Phật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của cả hai dân tộc trong cuộc đấu tranh cao cả đó. Theo Thủ tướng, lễ kỷ niệm là minh chứng sống động và vun đắp cho tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia, khẳng định chính nghĩa và đóng góp vào những lý tưởng cao đẹp của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Sau lễ kỷ niệm tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành và tham quan nhà hữu nghị Campuchia, Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó đón Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu Campuchia sang tỉnh Bình Phước thăm một số di tích liên quan đến sự kiện ngày 20 tháng 6 năm 1977. Hai thủ tướng cùng trồng cây lưu niệm tại địa danh lịch sử X16 ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, điểm dừng chân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen và đồng đội cách đây 45 năm. Thủ tướng Hun Sen từng nói đây là một trong những địa danh đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình và góp phần thay đổi đất nước Campuchia sau này. Việt Nam Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Quan hệ song phương trong 55 năm qua tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực, bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia trong 5 tháng đầu năm nay đạt 5,44 tỷ đô, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Số du khách Việt Nam tới Campuchia đạt 46.000 lượt, đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước có nhiều khách du lịch nhất đến Campuchia.